Mùa hè sôi động của bóng đá châu Âu vừa mới kết thúc cuối tuần qua, vô số những cái tên đã đến và đi, tạo ra những xáo trộn cho hàng loạt đội bóng. Sẽ có những kẻ chiến thắng như Bayern khi hùm xám đã đem về một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới trong bối cảnh những cây sân bài thật thụ đang ngày càng khan hiếm, hay vẫn có những đội bóng thất bại như Liverpool. The Kop dường như mất nguyên tiếng giữa ở kỳ chuyển nhượng lần này. Đặc biệt, làn sóng Ả Rập cũng là một điểm đáng chú ý ở kỳ chuyển nhượng vừa qua. Vậy hôm nay, hãy cùng Z Football nhìn lại những điểm nổi bật nhất của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2023 nhé. Chưa bao giờ những ngôi sao của bóng đá thế giới di dân ra khỏi châu Âu nhiều như hiện tại. Không chỉ là những cầu thủ đã bên kia sườn dốc của sự nghiệp như Ronaldo, N'Golo Kanté hay Roberto Firmino, ngay cả một trong những tài năng trẻ bậc nhất của La Liga là Gabriel Vega cũng dứt áo sang Ả Rập thi đấu, bỏ lại sự nghiệp với vô vàn sự tiếc nuối từ người hâm mộ. Chính Toni Kroos cũng phải thốt lên rằng thật đáng xấu hổ. Ngoài ra, những cầu thủ đang ở đỉnh cao sự nghiệp cũng đặt chân đến xứ sở lạc đà. Và người nổi bật nhất trong dàn sao di dân này chính là Neymar, thần đồng bóng đá một thời từng được kỳ vọng sẽ kế thừa vinh quang của Ronaldo và Messi. Nhưng dường như Neymar đã chấp nhận rằng sự nghiệp của mình sẽ không thể nào vươn tới tầm cao đó. Đây là một điều vô cùng đáng tiếc, bởi dù không đạt được những kỳ vọng tại PSG, nhưng bản thân Neymar cũng giữ chân rất tốt. Ngôi sao xứ Samba vẫn có thể thi triển thứ ma thuật có 1-0-2 mà hiện tại ít cầu thủ nào vươn tới đẳng cấp đó. Sức hút của đồng tiền là nguyên nhân chính của làn sóng trên. Tuy nhiên, không giống như Trung Quốc nhiều năm trước, Ả Rập đã xây dựng một hệ thống bóng đá bài bản và những ngôi sao chuyển đến đây cũng đông hơn gấp nhiều lần. Mình tin rằng ý tưởng các câu lạc bộ mạnh nhất Ả Rập sẽ tham dự cúp C1 là vô cùng khả thi trong tương lai. Trong những năm qua, số lượng tiền đạo cắm và tiền vệ phòng ngự có chất lượng trình làng thế giới bóng đá chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những cầu thủ như Erling Haaland hay Declan Rice được xem là thứ hàng hiếm, và để sở hữu được những cái tên này, cái giá phải bỏ ra là không hề nhỏ. Manu và Liverpool là hai trường hợp dễ nhìn thấy nhất, khi cả hai ông lớn nước Anh dù tìm đỏ cả mắt vẫn không thể nào bổ sung được hai vị trí này vào đội hình. Quỷ đỏ đã phải chi hơn 70 triệu euro để đem về Remus Holum, một tiền đạo ghi chưa tới 10 bàn mùa trước. Còn Liverpool, sau khi thất bại trong cuộc đua giành Casedo với Chelsea, thì phải dùng tạm Wataru Endo, một tiền vệ không quá đẳng cấp. Cứ mỗi mùa chuyển nhượng trôi qua thì câu chuyện về bộ ba Mbappe, PSG và Real Madrid lại làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của giới báo chí. Đến cuối cùng, ngôi sao bóng đá Pháp vẫn ở lại PSG bất chấp hàng loạt tin đồn trước đó. Khoản phí trung thành gần 100 triệu euro chính là lý do lớn nhất khiến Mbappe muốn ở lại hoàn thành năm cuối hợp đồng. Tuy nhiên, bất chấp mọi lời chèo kéo của PSG và những áp lực từ tổng thống Pháp, Mbappe vẫn kiên quyết nói không với việc ký hợp đồng mới. Vậy nên, có thể chắc chắn rằng đây sẽ là năm cuối cùng của Mbappe ở Pháp, và bến đỗ tiếp theo của anh là cái tên mà ai cũng đã biết, Real Madrid. Bằng một cách nào đó, dường như các câu lạc bộ lớn mùa này đều mua sắm những con hàng mang đến nhiều hoài nghi. Kẻ bất ổn nhất chắc chắn là Manu, khi đội chủ sân Old Trafford đã ném hơn 180 triệu bảng để mang về Onana, Mason Mount và Remus Holum, nhưng tình hình vẫn chưa mấy khả quan. Cùng với Manu, Arsenal cũng có Kai Havertz, tuyển thủ người Đức chuyển sang Arsenal với mức phí 65 triệu bảng. Tuy nhiên, 2 tháng qua, anh vẫn chưa để lại bất kỳ ấn tượng nào ngoài sự vô duyên trước cung thành. Hàng xóm của Arsenal, Chelsea thậm chí còn tệ hơn, dường như chi tiêu càng nhiều thì nữ xanh thành London thi đấu ngày càng tệ hại. Moses Caicedo, bản hợp đồng mà Chelsea phải đấu giá cân não với Liverpool để giành về, thì liên tục gây thất vọng. Anh biếu cho đội bạn một quả ben ngay từ những phút đầu tiên ra mắt đội bóng mới, cũng như thi đấu rất chệch choạc ở những trận đấu sau đó. Liverpool thì cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, khi hiện tại The Kop không sở hữu bất kỳ một tiền vệ trung tâm đích thực nào. Và đó là toàn bộ những điểm đáng chú ý về kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Nhìn chung, số tiền mà các đội bóng phải bỏ ra là vô cùng lớn. Tuy nhiên, những cầu thủ họ nhận được đa số không tương xứng với giá trị đó. Bóng đá thế giới ngày càng rơi vào cơn khủng hoảng của việc thổi giá cầu thủ. Những bản hợp đồng trăm triệu xuất hiện ngày càng nhiều, và làn sóng Ả Rập như một điều tất yếu khi các giá trị kim tiền xâm lấn thế giới bóng đá.